Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 9 bài 6 trang 30 đến trang 35. Viết viết truyện ngắn sáng tạo, truyện có yếu tố trinh thám. Một cốt truyện trinh thám hay bao giờ cũng khiến cho người đọc tò mò, hồi hộp. Và mặc dù câu chuyện có nhiều cái chi tiết phức tạp, bí ẩn, ly kỳ, nhưng cũng cần để lộ cái manh mối của những sự việc sắp xảy ra. Thì ở phần viết của bài học này, các em sẽ được thử thách viết một truyện ngắn có yếu tố trinh thám với cốt truyện hoàn toàn do em sáng tạo, hoặc là chuyển thể từ một cái truyện tranh trinh thám mà em đã học. Em hãy mở rộng trí tưởng tượng của mình, vận dụng những cái hiểu biết về đặc điểm của truyện trinh thám để mà trải nghiệm sáng tác một truyện ngắn. Và biết đâu em có thể trở thành một nhà văn viết truyện trinh thám trong tương lai. Yêu cầu: giới thiệu được bối cảnh, thời gian, không gian, nhân vật và câu chuyện. Sắp xếp các chuỗi sự kiện theo cái trật tự logic. Xây dựng nhân vật với một số cái yếu tố như là lai lịch, ngoại hình, hành động, lời nói, suy nghĩ. Trình bày được cách thức để đi đến cái kết luận của nhà điều tra. Sử dụng ngôi kể phù hợp, ngôi thứ nhất hoặc là ngôi thứ ba. Sử dụng các yếu tố miêu tả và biểu cảm ở những cái chỗ cần thiết. Phân tích bài viết tham khảo: con mèo đại úy, dựa theo chương 865-866 tập 82 truyện tranh Thám tử lừng danh Conan của Gosho Aoyama. Buổi sáng cuối tuần, tiệm cà phê Boro bỗng xuất hiện những vị khách kỳ lạ khiến cô chủ Ayusa vô cùng bối rối. Cách đây 2 tuần có một chú mèo đi lạc tới tiệm cà phê của chị Ayusa. Chú mèo thông minh này đã giúp chị tìm được chiếc ví của một vị khách nên chị đặt tên nó là Đại úy. Vì trên con mèo có vết mổ triệt sản nên chị đoán chắc rằng nó từng có chủ. Mãi không thấy ai tới nhận, Ayusa đăng bức ảnh chú mèo lên mạng để tìm chủ của nó. Nhưng không ngờ sự việc lại rắc rối như vậy, có tới 3 người đến nhận là chủ của con mèo. Người đầu tiên là bà Shinagawa, bà trông nom con mèo Misu hộ cháu gái nhưng vô tình để con mèo sống mất. Bà mang theo bằng chứng là bức ảnh cháu gái bà chụp cùng con mèo trông giống hệt đại úy. Khi bà Shinagawa đang nói chuyện thì một cậu thanh niên bước vào, lớn tiếng phủ nhận lời bà. Cậu tên là Osawa. Ngày hôm qua khi thấy bức ảnh chị Ayusa đăng lên, cậu ta đã nhận ra con mèo. Lập tức để lại bình luận: đại úy là một con mèo đực, đúng không? Của tôi đó. Và hôm nay cậu ta đến để đón con mèo đã thất lạc nửa năm về. Người cuối cùng tìm đến để xin nhận thú cưng là ông Masuko. Người vừa mới mất vợ tháng trước và mất luôn con mèo của vợ trong lúc ông chuyển nhà. Ông ta vẫn giữ bức ảnh vợ mình chụp cùng chú mèo cưng, Sosueki. Và đó là một con mèo giống hệt đại úy. Vậy là ai cũng có thể là chủ nhân của con mèo. Chợt nhớ ra vết mổ của con mèo, Ayusa liền hỏi ba vị khách rằng mèo của họ đã triệt sản chưa. Bà Shinagawa kể lại cháu bà từng nói, nó đã đưa mèo đi triệt sản và sau đó con mèo phải đeo dải băng y tế trên bụng suốt một tuần liền. Ông Masuko cũng nhớ rõ, Soseki từng phải đeo một cái đai trên đầu trông như là cái loa sau khi đi triệt sản về. Còn Osaka thì không quan tâm nó triệt sản hay chưa, anh chỉ nuôi kiểu thả rong. Tốt nhất là cô hãy nhanh nhanh mang con mèo ra đây, Osaka lớn tiếng, nếu con mèo chạy đến với ai thì hẳn là mèo của người đó. Không có cách nào khác, chị Ayusa liền bế đại úy ra chỗ ba người đến nhận mèo. Bất ngờ đại úy nhảy ngay vào lòng Osaka rồi kêu lên meo meo. Âu yếm khiến anh ta vô cùng đắc chí, quăng bế luôn con mèo về. Khoan đã, chị Ayusa lúng túng, phía sau ông Masuko và bà Shinagawa đều bất giác kêu lên, không thể nào, cậu ta không có bằng chứng gì cả. Chợt ngoài cửa có một giọng nói trẻ con lanh lảnh cất lên, chào chị Ayusa, hôm nay chị đông khách quá nhỉ. Chị Ayusa mừng như vớ được vàng, ồ, ra là Conan. Thật may quá, vừa lúc chị đang cần sự giúp đỡ từ một bộ óc thiên tài đây. Rồi Ayusa thuật lại cho Conan toàn bộ sự việc. Conan vừa nghe vừa đăm chiêu suy nghĩ. Trong hình hài của một học sinh lớp 1, Conan là một thám tử tài ba với sự quan sát tinh nhạy,
vốn kiến thức phong phú và khả năng giải đoán những cái mê cung suy luận. Đoạn cậu mỉm cười nụ cười quen thuộc khi cậu nắm được cái thế thắng trong cuộc chơi logic. Cậu bình thản: muốn biết ai là chủ của đại úy thì chị hãy cứ hỏi nó sẽ cho chị câu trả lời. Đại úy, Conan huýt sáo, ra đây với ta nào. Rồi cậu quay sang nói với ba vị khách: tôi có một cách để kiểm tra xem đại úy thật sự là mèo của ai. Các vị hãy đứng đợi sau cánh cửa, còn tôi sẽ mang đại úy ra ngoài. Khi tôi gọi đến vị nào thì người đó hãy đi ra cửa để nhận mèo nhé. Được thôi, làm gì thì làm, nhanh lên nhóc. Nó lại chọn ta thôi, Osawa nói rồi cười thầm. Bà Shinagawa bước đến đầu tiên nhưng con mèo quay lưng lại phía bà và chỉ hứng thú với địa hạt. Bà thở dài, nó không phải là Musiu. Đại úy là mèo đực, còn Musi của bà là mèo cái. Chỉ có mèo cái sau khi triệt sản mới phải quấn băng dưới bụng. Còn mèo đực sẽ đeo đai bảo vệ quanh cổ để tránh liếm vết mổ. Cháu đoán là Misu ít gặp bà nên bà còn không biết nó là đực hay cái. Cháu rất tiếc, Conan nói. Người tiếp theo là Osawa, anh ta tưng tửng huýt sáo tiến lại chỗ con mèo. Sau cái liếc mắt, đại úy quay lại với địa hạt của nó, không thèm đếm xỉa anh chàng. Này này, lại đây với ta, mèo mèo, ta bảo là đây mà, con mèo kia. Osawa gào lên, sao lại thế? Anh ta, nghe anh ta hét lớn, đại úy sợ co rúm lại, lòng dựng lên, Conan bật cười. Anh đã dùng bột nho bạc để thu hút mèo đúng không? Rất tiếc thứ đó chỉ có tác dụng trong 5 tới 10 phút thôi. Thế nên anh cứ liên tục dục chị Ayusa và tôi phải nhanh chóng đưa con mèo đến chỗ anh. Khi bột nho hết tác dụng thì anh chỉ là một kẻ đáng sợ đối với nó thôi. Ra là thế, chị Asuya thốt lên. Nhưng tại sao hắn phải lừa dối chị để có được đại úy? Chỉ vì thích con mèo thôi sao? Ồ không! Nếu đại úy là mèo cái, nó sẽ chỉ là con mèo bình thường, nhưng nó lại là mèo tam thể đực quý hiếm, thường được bán với giá hàng trăm triệu. Một con mèo quý như thế mà lại nuôi thả rong ư? Nói dối. Khi thấy ảnh đại úy trên mạng thì anh ta đã thăm dò chị xem nó là đực hay cái, nhưng không được trả lời. Vì thế anh ta tới tận đây để tìm hiểu và định mang nó đi. Nhưng những gì không thuộc về anh, dù anh có cố gắng ngụy tạo tinh vi đến mấy thì cũng vô ích mà thôi. Osawa sững sờ khi bị Conan vạch mặt, hắn liền bỏ chạy. Lúc này chỉ còn ông Masuko, kỳ lạ thay, ông Masuko chưa bước tới, thì đại úy đã ngồi khoanh chân, vẫy đuôi mừng. Cánh cửa mở ra, ông quỳ xuống. Soseki, mi vẫn nhớ ta phải không? Chị Ayusa kinh ngạc, không hiểu nổi tại sao con mèo lại biết trước rằng chủ mình đang tới để chờ sẵn. Conan nhẹ nhàng giải thích. Là âm thanh, tai mèo rất thính, nó có thể nghe và ghi nhớ tiếng bước chân của chủ. Ra là thế. Chị Ayusa gật gù. Tôi vừa nhớ ra một chuyện. Ông Masuko, ông đã mất con mèo khi chuyển nhà nhỉ? Hôm trước đại quý đã chạy theo một chiếc xe tải chuyển nhà. Có lẽ nó nghĩ rằng nếu đi theo chiếc xe thì sẽ tìm được đường về với chủ nhân chăng? Ông Masuko xúc động. Cảm ơn cô, cảm ơn cậu bé đã giúp tôi tìm lại được Soseki. Vợ tôi luôn mong Soseki sẽ bầu bạn với tôi sau này. Loài vật thật sự là những người bạn rất thông minh và tình cảm. Lúc nào rảnh hai người hãy qua thăm Soseki nhé. Bóng ông Masuko và con đại úy khuất dần sau dòng người giữa con phố. Chị Ayusa mỉm cười. Chẳng mấy khi được chứng kiến những chuyện thú vị như thế này, chị cúi xuống xoa đầu Conan. Chà, cậu bé, em làm chị ngạc nhiên đấy. Conan nháy mắt, vì em là thám tử nhí lần danh Conan mà. Bài làm của học sinh có chỉnh sửa. Tiếp theo chúng ta cùng theo dõi thực hành viết theo các bước. Thì mục đích viết đó là chúng ta sẽ sáng tác một chuyện ngắn có yếu tố trinh thám để giải trí và mang đến cho người đọc một thông điệp nào đó. Còn người đọc ở đây là những người yêu thích truyện trinh thám. A nhỏ tìm ý tưởng cho chuyện kể, thì các em có thể tự sáng tác một chuyện ngắn có yếu tố trinh thám theo gợi ý sau.
Dựa vào hiểu biết của em về những câu chuyện có yếu tố trinh thám để mà sáng tác, như một chuyện mất cắp ở siêu thị hay là một vụ án trong rừng hay là góc phố. Ý tưởng có thể gắn với những cái địa điểm quen thuộc của em và có thể là không gian hiện trường thú vị như là lớp học, sân vận động, rạp chiếu phim, một ngôi nhà bỏ hoang, tưởng tượng câu chuyện đó có thể diễn ra ở mọi nơi. Rồi đọc thông tin trên báo về những vụ án mà em nghĩ rằng mình có thể dựa vào đó một phần để phát triển thành câu chuyện hấp dẫn. Em cũng có thể dựa vào toàn bộ hay là một phần của chuyện trinh thám đã học để chuyển thể mô phỏng thành một chuyện ngắn. Ví dụ như trong bài viết tham khảo thì người viết đã dựa vào hai chương của chuyện tranh thám tử lừng danh Conan để chuyển thể thành một chuyện ngắn. B. Xây dựng khung truyện. Thì để xây dựng được nội dung cho cái chuyện ngắn thì các em cần xem xét các yếu tố của truyện trinh thám như là nhân vật, bối cảnh, cốt truyện, người kể chuyện bằng cách là tự đặt ra và trả lời các câu hỏi sau. Hệ thống nhân vật, nhà điều tra, nghi phạm, thủ phạm gồm những ai? Rồi em hãy ghi lại vai trò của các nhân vật trong tác phẩm, đặc điểm về ngoại hình, tính cách, lời nói, hành động. Có thể là sử dụng bản sao để mà chúng ta phác họa chân dung của mỗi nhân vật dự kiến xuất hiện trong truyện. Nhân vật, vai trò, ngoại hình, tính cách, lời nói và hành động. Ví dụ như hệ thống nhân vật trong chuyện con mèo đại úy là thám tử Conan, chị Ayusa chủ quán cà phê và ba người đến nhận mèo, bà Shinagawa, cậu thanh niên Osawa và người đàn ông trung niên Masuko. Thì câu chuyện diễn ra ở đâu vào lúc nào, rồi diễn biến cốt truyện như thế nào, ai sẽ kể lại câu chuyện. C. Lập dàn ý thì chúng ta sắp xếp các ý tưởng ở trên thành một cái dàn ý. Thì dàn ý có thể là được xây dựng theo diễn biến cốt truyện gồm phần mở đầu, phát triển và kết thúc. Hai nhỏ viết thì khi viết chuyện kể sáng tạo có yếu tố trinh thám thì các em cần lưu ý như sau. Chuyện cần có những cái chi tiết là dấu hiệu báo trước hoặc là gợi ý cho điều sẽ xảy ra để tạo nên tính logic của cốt truyện như và sự tò mò hồi hộp cho người đọc. Sử dụng các chi tiết miêu tả thời gian, không gian, nhân vật để câu chuyện sinh động. Xây dựng hồi thoại để mà khắc họa nhân vật và phát triển mạch sự kiện. Xây dựng lập luận của nhà điều tra sao cho logic thuyết phục. Nếu chuyển thể từ một chuyện tranh trinh thám đã học thì các em cần sáng tạo dựa trên cốt truyện hoặc là một phần cốt truyện đã có, tránh việc chỉ tóm lại chuyện một cách đơn giản. Chú ý ghi rõ chuyện được chuyển thể từ truyện tranh nào để đảm bảo vấn đề sở hữu trí tuệ. Ba nhỏ, chỉnh sửa thì các em đọc lại truyện đã viết, đối chiếu với cái yêu cầu để mà thực hiện việc chỉnh sửa hoàn thiện. Lưu ý là kiểm tra bối cảnh của câu chuyện, bổ sung chi tiết miêu tả thời gian, không gian trong câu chuyện. Nếu cần, rồi đánh số vào các sự kiện, nếu trình tự các sự kiện chưa hợp lý thì hãy sắp xếp lại. Có thể bổ sung từ ngữ để liên kết các sự kiện. Bổ sung các chi tiết về ngoại hình, hành động, cảm xúc, suy nghĩ, lời thoại của nhân vật, nếu nhân vật được khắc họa còn mờ nhạt. Rồi kiểm tra lại cái cách thức đi đến kết luận của nhà điều tra, chỉnh sửa bổ sung nếu chưa hợp lý hoặc là chưa thuyết phục. Rồi tiếp theo, chúng ta cùng theo dõi bài viết tham khảo, đề bài viết một truyện ngắn có yếu tố trinh thám. Chuyến phiêu lưu của chú bé rồng. Mùa hè năm ấy, khi những bông hoa phượng nở rộ rực rỡ, tôi được ba mẹ cho đi du lịch Đà Lạt. Nơi đây không chỉ có khí hậu mát mẻ, cảnh quan thơ mộng mà còn là nơi lưu giữ một truyền thuyết kỳ bí về chú bé rồng. Theo lời kể của người dân địa phương, vào thở xa xưa thì có một chú bé rồng sống trong hang động bí mật trên đỉnh núi Lang Biang. Chú bé rồng có thân hình màu xanh ngọc bích, đôi mắt long lanh tỏa sáng và khả năng bay lượn trên bầu trời. Chú bé rồng rất hiền lành, tốt bụng và luôn âm thầm giúp đỡ người dân trong những lúc khó khăn. Một ngày đó, một con quỷ dữ xuất hiện gieo rắc nỗi kinh hoàng cho người dân Đà Lạt. Quỷ dữ to lớn, hung hãn phun ra lửa và tàn phá mọi thứ. Người dân vô cùng sợ hãi, không biết phải làm gì để chống lại con quỷ dữ đó. Lúc này chú bé rồng dũng cảm quyết tâm tiêu diệt con quỷ dữ để bảo vệ người dân. Trận chiến diễn ra vô cùng ác liệt, chú bé rồng dùng sức mạnh phi thường của mình để chống lại con quỷ dữ. Cuối cùng sau bao nỗ lực, chú bé rồng đã chiến thắng và tiêu diệt con quỷ dữ. Người dân Đà Lạt lại vô cùng biết ơn và ca ngợi chú bé rồng như một vị anh hùng. Để tưởng nhớ công ơn của chú bé rồng thì người dân đã lập đền thờ trên đỉnh núi Lang Biang. Ngôi đền uy nghi tráng lệ và địa điểm đến
thu hút du khách khi đến Đà Lạt. Đứng trước đền thờ chú bé Rồng, tôi cảm thấy vô cùng xúc động và lòng tràn đầy niềm tự hào. Hình ảnh chú bé Rồng dũng cảm, tốt bụng đã trở thành biểu tượng cho tinh thần quật cường và ý chí chiến thắng của người dân Đà Lạt. Chuyến du lịch Đà Lạt đã cho tôi biết thêm nhiều về một truyền thuyết kỳ bí và ý nghĩa. Hình ảnh chú bé Rồng sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ trong tâm trí tôi.